Đây, hướng dương cắt cành đây ạ. Bảo là hỏi hướng dương cắt cành thì hôm nay bên shop sẽ em quay cho bác xem nào. Hướng dương cắt cành nha. Đây. Hàng này là hàng của Nhật đấy ạ. Một gói này được 50 hạt. Đây. Cái thời gian ra hoa nó chỉ rơi vào tầm 55 đến 60 ngày thôi. Tỷ lệ nảy mầm rất là cao nha. Hàng mới ạ. Hàng mới luôn. Bác nào mà muốn lấy hướng dương cắt cành thì sẽ ở cái video này. Đây là hướng dương cắt cành dành cho các bác. Hàng của Nhật Bản.